Mình đã làm răng ở nha khoa An Tâm và hôm nay là 2 tháng mình quay lại kiểm tra. Thì trong 2 tháng thì mình thấy rất là ok. Răng đẹp, về ai cũng khen hết. Nếu mà các bạn có muốn mà tới làm răng á, thì cứ An Tâm ha. Tại vì ở nha khoa An Tâm thì làm rất là nhiệt tình, chu đáo. Và nói chung là chăm sóc khách hàng cũng tốt. Và mình cũng rất là thích khi mà tới đây làm. Mình cũng sẽ khi nào mà ai có nhu cầu á, thì mình cũng sẽ giới thiệu cho bà con hoặc là họ hàng. Nói chung là mình rất an tâm. Dạ, mình làm răng sứ loại nào á chị ạ? Răng sứ của chị là C-Compact T. Mình làm răng là khoảng bao nhiêu lâu rồi xong đó chị ha? Ngày đầu tiên chị làm thì lấy dấu răng thì các bác sĩ hẹn chị 4 ngày sau quay lên là có răng. Nói chung là rất là nhanh, không phải chờ đợi lâu hay là bất tiện gì như những người người ta làm rồi khoảng 2-3 tháng gì mới có răng. Không, ở đây chỉ 4 ngày là có răng. Rồi cái răng cũ của mình bị sao? Mình quyết định đi làm răng sứ hay chị? Răng cũ của chị thì nó sẽ bị nó hơi vàng. Thì nói chung mình không có tự tin khi giao tiếp. Còn bây giờ thì nói chung là rất là tự tin. Tại sao chị biết đến nha khoa An Tâm và quyết định chọn nha khoa An Tâm là chị? Thì trước khi làm thì chị cũng đắn đo dữ lắm. Người ta nói là làm răng là sẽ mài nhiều. Nhưng mà khi mà chị lướt Facebook, chị vào trang này thì chị thấy răng của những khách hàng ở đây người ta rất là đẹp, rất tự nhiên. Thì chị tới chị tư vấn thì ở đây bác sĩ tư vấn là mài cũng không có nhiều, thì chị thấy như vậy thì chị an tâm hơn, thì chị quyết định chọn làm chỗ này. Răng của mình có phải điều trị tủy cái răng nào không chị? Không em, chỉ mài sơ thôi chứ cũng không có điều trị tủy. Về ăn uống mà chị cảm thấy bình thường giống như răng thật của mình không? Bây giờ thì chị thấy rất là bình thường. Mọi người ở nhà có ý kiến gì với hàm răng mới của chị không ạ? Nói chung ai cũng thích hết á, ai cũng khen hết á. Dạ. Nhiều người khen nó làm răng rồi thấy trẻ hơn nữa. Dạ, đúng vậy chị. Rồi chị có muốn nhắn nhủ gì tới khách hàng chuẩn bị làm răng sứ không chị? Thì nói chung chị nói là nếu mà ai có ý định làm răng sứ thì cứ mạnh dạn và yên tâm đi tới nha khoa An Tâm mà làm. Tại vì chị làm thì chị tự bản thân chị chỉ nói thôi, chứ không phải là nói để quảng cáo giùm hay là gì hết. Tại chị thấy rất là thích cái làm, nói chung là ở đây làm không đau, không ảnh hưởng gì tới ăn uống của mình. Với lại là nói chung phong cách phục vụ đây cũng rất là nhiệt tình. Nói chung là ở đây mình thích thì mình chỉ giới thiệu cho mọi người thôi. Vậy thì mọi người cứ yên tâm mà tới đây, không phải sợ là tốn tiền quan hay là mất tiền gì hết. Rồi cái răng sứ của mình cũng bảo hành bao lâu á chị? Ở đây là vĩnh viễn. Cảm ơn chị những cái lời chia sẻ vừa rồi nha chị.